Xin chào bạn. Trong video này mình sẽ cập nhật những con số mới nhất về COVID-19 trên toàn thế giới, đặc biệt là cái cách mà chính phủ Mỹ đã đối phó với dịch COVID-19 như thế nào nhé các bạn. Và tính tới thời điểm ngày hôm nay đó là ngày 5 tháng 3 năm 2020 theo giờ GMT vào lúc 4 giờ 20 sáng nha các bạn. Và COVID-19 đã có mặt trên 84 quốc gia. Và trước tiên chúng ta sẽ đề cập tới con số ca tử vong ở Mỹ, thêm 2 ca, tức là hiện con số tử vong ở Mỹ là 11 ca. Và số ca nhiễm là 159 ca. Trong đó có 48 ca nhiễm từ con tàu Diamond Princess ở Nhật Bản. Và 2 ca tử vong này đó thì là 1 ca ở tiểu bang Washington và 1 ca ở tiểu bang California. Như các bạn biết, cái ca tử vong đầu tiên là ở tiểu bang Washington và ngày hôm qua là 9 ca tử vong thì đều ở tiểu bang Washington. Và cụ thể hơn nữa đó là ở cái viện dưỡng lão các bạn, tức là nơi chăm sóc những người già, tức là những người cao niên ở Mỹ, là những người trên 65 tuổi đối với nữ và 66 tuổi đối với nam, tức là ở đó những cái người thuộc vào cái nhóm cái bệnh nhân gọi là nhạy cảm và dễ tổn thương, đó là những người có cái lịch sử, cái tiền sử bệnh nền, ví dụ như tiểu đường, cao huyết áp, suy hô hấp hoặc bệnh thận và một số bệnh tuổi già. Về cái đặc điểm của bạn, những cái ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ đó, thì cái nơi mà bộc phát thì lại là viện dưỡng lão, tức là nhà dưỡng lão, tiếng Anh nó là nursing home. Nó hoàn toàn khác với cái bệnh nhân ở Việt Nam nhé các bạn, nếu chúng ta so sánh chúng ta sẽ thấy. Và cụ thể là nó xoáy vào Kirkland các bạn, thành phố Kirkland ở tiểu bang Washington, và cái nhà dưỡng lão là nơi tập trung cái ổ dịch. Và cái bệnh nhân đầu tiên mà bị chết á, người đàn ông trên 50 tuổi, được lây, bị lây bởi người nào hiện nay vẫn chưa rõ. Chúng ta sẽ phân tích về cái thành phần ca tử vong và thành phần nhiễm ở Mỹ, và cụ thể là nơi bộc phát là tiểu bang Washington. Như bạn biết, ở cái nursing home ở Kirkland thì có khoảng 200 người bị nhiễm, thì tính đến thời điểm ngày hôm nay tức là 11 ca tử vong nhắm vào cái thành phần là người già, những người có bệnh nền, tiền sử trước đó. Thì sau đó thì chính quyền Mỹ phản ứng như thế nào và tại sao mà 11 người này lại bị chết, phải nói là một cách cũng khá là oan uổng nhé các bạn. Và theo cái thiện ý riêng của mình đó, và một chỉ khi mà cái COVID-19 nó đổ bộ vào nước Mỹ và nó lại đánh vào cái thành phần mà dễ tổn thương đó, thì chính phủ Mỹ không biết tới thời điểm bây giờ đã hiểu được cái nguyên nhân sâu xa, cái cốt lõi tại sao chưa các bạn. Lý do đó là bạn biết như tuần trước đó, thứ bảy tuần trước là cái ca đầu tiên đó khi mà bị tử vong đó, thì bạn biết đó là bởi vì cái COVID-19 này chưa xảy ra ở Mỹ trước cái tuần đó, nhưng cái thời gian ủ bệnh nó có, và cái hệ thống y tế của Mỹ nó bộc lộ cái điểm yếu, tức là cái kiểu trung ương tập quyền đó, như kiểu Việt Nam mình nói, tức là hầu hết các tiểu bang không có cái bộ kit để test cái corona mà từ CDC, cái trung tâm kiểm soát bệnh tật Atlanta gửi về, và sau đó mới test cái COVID-19 và sau đó sẽ gửi ngược lại cho CDC ở Atlanta, và trong vòng 48 tiếng thì kết quả mới được gửi về là dương tính hay âm tính. Và cái ca nhiễm đầu tiên các bạn nhớ là thứ bảy tuần trước đó, thì vào ngày cuối tuần vào bên Mỹ đó, thì thứ bảy chủ nhật thì nó đa số là các cơ quan chính phủ không có làm việc các bạn, không có làm việc. Và cái người già là những người rất dễ bị tổn thương, và cái người mà
bị chết trong sốc nhiệt. Người này có rất nhiều người là có vấn đề về hô hấp nặng các bạn, tức là có vấn đề về thở các bạn, về phổi, là cái bệnh nền. Mà cộng với 48 tiếng chờ cho CDC mới gửi kết quả ngược về, và cộng thêm 2 ngày cuối tuần nữa, và cộng cái yếu tố thứ ba là các bệnh nhân này trên 60, 70, 80 và có vấn đề hô hấp. Chính vì vậy con COVID-19 nó xâm nhập, nó ủ bệnh trong cơ thể những người già này thì chỉ vài ngày thôi, hoặc là một tuần gì đó, không cần đến 14 ngày, nó quýnh liên tục. Vì vậy 11 người dẫn tới chỗ tử vong. Còn cái lý do tại sao á mà cái tiểu bang Washington lại là cái nơi gây nhiễm, tức là có dây mơ dễ má tới cái gốc ở bên Trung Quốc, cụ thể là Vũ Hán. Bởi vì như bạn biết, tiểu bang Washington á nằm ở miền Tây Bắc Hoa Kỳ, là nơi hội tụ của bốn cái công ty hàng đầu trên thế giới, và Bill Gates thì cũng sống ở đây, và Jeff Bezos, tức là CEO của Amazon, là người giàu nhất thế giới, cũng sống ở đây. Tức là bốn cái công ty hàng đầu không những ở Mỹ mà trên toàn thế giới, đó là Microsoft, Boeing, Amazon và Starbucks tọa lạc ở đây. Tức là cái tiểu bang Washington thì quanh năm suốt tháng được bao bọc bởi những cái hàng thông và biển hồ Washington, khí hậu rất là mát mẻ, trong lành, bậc nhất của nước Mỹ, và cũng ít thiên tai và lạnh thì không lạnh lắm, nhưng mà có cái mưa hơi nhiều, và bốn mùa xuân hạ thu đông rõ nét. Nên người Mỹ gốc châu Á, đặc biệt là người Nhật các bạn, người Hàn Quốc và người Hoa, nhất là người cao niên, họ thích sống ở đây chứ không có nóng như ở Texas, hoặc là hai mùa mưa nắng như ở Cali đâu các bạn. Chính vì vậy á thì những người già trong cái nursing home ở Kirkland này á bị lây bệnh từ đâu, thì bị lây bệnh có thể là từ những cái người con cháu, người thân nhân, bạn bè của họ trong dịp Tết Nguyên Đán đi về Trung Quốc, đi về Việt Nam, đi về Hàn Quốc, đi về Nhật, đi về Vũ Hán thăm. Và những cái người mà đi du lịch như vậy các bạn, thì là những người thường đa số người trẻ, hoặc có công ăn việc làm, hoặc có cơ sở kinh doanh ở các quốc gia nơi họ sinh ra các bạn. Ông cha của họ sinh ra, họ còn dây mơ rễ má, và những người trẻ đó, đó khi họ bị dính cái COVID-19 á, mà họ không hề biết, bởi vì họ còn trẻ, cái sức đề kháng khỏe thì nó không bộc phát các bạn. 14 ngày hoặc là 7 ngày, thậm chí là 30 ngày nó chưa bộc phát. Nhưng trong số những cái người mà đi về thăm quê hương châu Á của họ đó, thì họ dính cái COVID và họ tới cái nursing home, họ thăm ông bà cha mẹ họ nằm trong cái nursing home. Đó. Thì chính cái những cái người bị nhiễm thì họ cũng không biết, bởi vì họ còn trẻ. Nhưng mà khi mà những người già hoặc là nhân viên y tế chăm sóc trong nursing home, có một số người lớn tuổi mặc dù là nhân viên y tế, họ tiếp xúc thì họ dính cái con COVID-19. Và nếu họ yếu quá thì cộng với cái bệnh nền tảng á, là bệnh suy hô hấp, bệnh tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, hệ miễn nhiễm, sức đề kháng yếu thì nó quýnh ngay lập tức, cộng thêm 2 ngày cuối tuần nghỉ. Rồi test thì rất chậm chạp, 48 tiếng, nên họ gục ngã 11 người trong số. Mình nghĩ là có khá nhiều người là người châu Á, nhưng bởi vì cái ở Mỹ đó, nó đề cao cái chủ nghĩa cá nhân, đề cao cái sự tự do, và đặc biệt trong y tế, nếu bạn nào sống Mỹ biết, nó có cái privacy, bảo mật cái thông tin riêng tư của thân chủ, nên cái danh tính cái của người tử vong này không được tiết lộ, và cái gốc gác của họ là châu Á, châu Phi hoặc là châu Âu thì cũng không được tiết lộ. Nhưng mình có thể tiên đoán là trong số này có khá nhiều người, dựa trên mình đã làm trong ngành chăm sóc sức khỏe người già, người tàn tật ở tiểu bang Washington cũng khoảng 18 năm, nên mình thường đi thăm những cái bệnh nhân của mình, nên mình cái giác quan thứ sáu có thể nói mách bảo cho mình điều này. Đó, thì 11 người chết, và cái cách chính phủ Mỹ lúc ban đầu rất là chậm chạp các bạn. 48 tiếng thì từ trung ương là bên CDC, bên bên Atlanta, cái bộ cái kết quả mới được đưa về vào cộng ngày cuối tuần. Và tuần trước đó thì chỉ có một tháng đó, thì tổng số cái test COVID-19 trên toàn nước Mỹ chỉ có 360.000 bệnh nhân, tối đa là 360.000 nhân là test thôi, được test. Nhưng ngày hôm qua thì phó tổng thống Pence, coi như chính phủ của tổng thống Donald Trump bị chỉ trích, thì Donald Trump mới
ngay ban đầu tới chỉ định phó tổng thống Mike Pence coi như là cái người lãnh đạo, người đứng đầu chống Covid-19. Thì mới ngày hôm qua thì ông mới lại phát biểu là chính phủ Mỹ trong hợp này có một lời khen là phản ứng rất là nhanh, nói rằng là mỗi tiểu bang đều có khả năng test Covid-19 và gia tăng là một tuần, thì cái số người Mỹ cần mà muốn test Covid-19 gia tăng từ 3.600 cái test lên tới 1 triệu cái test. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra, hiện giờ thì chính phủ Hoa Kỳ với Bộ Y tế Hoa Kỳ, các giới chức của ngành y tế Hoa Kỳ nói rằng là cái dịch Covid-19 ở Mỹ, cái tỷ lệ tử vong cũng như là cái ca nhiễm thì vẫn còn cái nguy cơ rủi ro vẫn còn ở mức độ rất thấp, vì nó khoanh vùng là tiểu bang Washington và cụ thể là cái nhà dưỡng lão ở Kirkland Life Care Center ở Kirkland, và cái thành phần bị nhiễm đa số là những người cao niên, những người có tiền sử bệnh nền, khoanh vùng lại. Và cái điểm thứ hai nữa, ngoài cái gia tăng cái số lượng cái ca test từ 3.600 một tuần lên 1 triệu một tuần, thì câu hỏi đặt ra như là đâu có dễ kiếm đâu ra 1 triệu người mà có nhu cầu. Bây giờ ai, bất cứ ai test Covid-19 cảm thấy sốt hoặc là ho test, nhưng mà không có nhiều người Mỹ mà cần test như vậy đâu các bạn. Và cái điểm thứ hai đó là cái nhà dưỡng lão đó, thì theo mình biết là ngoài những người chết thì những người còn lại trong số 200 người nhà dưỡng lão đó, thì chính phủ Hoa Kỳ đã mua một cái khách sạn gần đó và di dời những người còn lại trong 200 cái người già, người cao niên qua cái khách sạn đó. Và chính phủ khoanh vùng và sẽ tiệt trùng khi mà cái nhà dưỡng lão đó, người đi hết thì sẽ tiệt trùng cái nhà dưỡng lão đó và khử trùng nhà dưỡng lão đó, để tránh xảy ra cái trường hợp giống như là cái du thuyền Diamond Princess ở Nhật vẫn để người ở trong mà khử trùng, diệt trùng London và kiểm tra. Thì đó là một cái ổ, là một cái lò hấp lý tưởng để Covid-19 sinh sôi nảy nở. Mình nghĩ là chính phủ Hoa Kỳ đã học được cái bài học từ cái du thuyền Diamond Princess ở bên Nhật và có phản ứng rất là nhanh, là một cái điểm đáng khen. Và đây, mình nghe nói là Việt Nam đã sản xuất được cái bộ test Covid-19 và sau đó là mới đưa lên WHO để xem có đạt cái chuẩn hay không, và có lời khen ngợi cho Việt Nam, bởi vì Việt Nam đối phó với cái giặc Covid-19 sớm hơn nước Mỹ. Việc Covid-19 từ biên giới Trung Quốc, từ Vũ Hán đổ bộ vào Việt Nam theo đường biên giới giao thương, nên ở Việt Nam có kinh nghiệm về Covid-19. Chỉ khi mà Covid-19 nó đổ bộ vào nước Mỹ và cái ổ tập trung là cái nhà dưỡng lão do một số cái người Mỹ gốc Hoa, những người trẻ, mình nghĩ là trẻ hoặc là trung niên đi về thăm quê hương của mình là Việt Nam, Lào, Campuchia, Đại Hàn, Nhật, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, và sau cái dịp Tết Nguyên Đán thì mang cái con Covid-19 về, thì cái người đầu tiên mà lây nhiễm Covid-19 thì vẫn chưa biết các bạn. Biết không, nếu mà một cái cơ thể khỏe mạnh và chúng ta dính Covid-19 và chúng ta biết tự cách ly và chúng ta uống Tylenol đúng liều và uống nước liên tục, ăn trái cây và phơi nắng một ngày một tiếng đồng hồ và nghỉ ngơi, cách ly, tập thể dục, thì có thể là trong một tuần thì sức đề kháng tăng lên, thì cái con Covid-19 nó đánh bật ra các bạn, thì chúng ta khỏe. Và cũng bởi vì bây giờ chưa có cái thuốc điều trị cũng như là vaccine phòng ngừa đó. Vậy cái bệnh nhân đầu tiên vẫn chưa được xác định, nhưng cái lỗ hở ở chỗ này các bạn, cách đây vài tuần á, khi Việt Nam đang phải chống chọi với Covid-19 á, thì lúc giờ Đại Hàn, Hàn Quốc á, thì có lẽ trong thời gian ủ bệnh chưa có ca nhiễm nào xuất hiện và chưa có ca tử vong nào, thì một số bạn của mình là người quốc tịch Mỹ, là người Việt đi về Việt Nam, có công ăn việc làm, kinh doanh buôn bán, sau đi ngược lại qua cái ngã quá cảnh là Đại Hàn, cái hãng Korean á, thì tức là từ Mỹ đi về Việt Nam phải qua cái cảng, qua cái quốc gia là Đại Hàn của hãng hàng không là Korean. Lúc bây giờ Korean chưa phát hiện ra ca nhiễm các bạn, thì lúc mà cái người bạn của mình đi ngược lại từ Việt Nam đi qua Đại Hàn, từ Đại Hàn mới vào phi trường Mỹ SeaTac,
ở tiểu bang Washington, thì bạn mình kể là nhân viên hải quan chỉ hỏi bạn mình đó là trong cái chuyến đi này bạn mình có quá cảnh tại Trung Quốc không, nếu quá quá cảnh thì họ tiếp tục làm việc, còn không thì họ không đo thân nhiệt cũng không cách ly, và phi trường lúc bây giờ cũng tương đối là vắng các bạn, vắng vẻ, và họ cho làm thủ tục hải quan đi qua rất là nhanh. Tức là Mỹ nó chủ quan các bạn. Và cái điểm kế tiếp là Việt Nam tại sao khống chế được cái Covid-19, bởi vì Việt Nam đó nó hoàn toàn khác với Mỹ. Như bạn biết là Mỹ á, thì nó cái kiểu mà dân chủ, tự do, nhân quyền, thì nó bảo mật riêng tư, thông tin cá nhân, thì nó Hàn Quốc thì nó giống như Mỹ vậy các bạn. Sau 75 Hàn Quốc nó phát triển liên tục ha, và liên tục những cuộc biểu tình đòi nhân chủ, tự do, và nó xảy ra ở Hàn Quốc. Còn Việt Nam mình nó thì dễ dàng là chính quyền, cái là chuyên chế là bắt nghi ngờ ho hoặc sốt đi vùng dịch về Bắc phải cách ly, ngay cả người quốc mà vẫn phải theo cách ly 4 vòng, hết vòng này qua vòng khác rất là nghiêm ngặt, nên Việt Nam mình không chế tốt. Và cộng với cái khí hậu và cái nhiệt độ tương đối cao, và trong nhà thì mở cửa thoáng chứ không như một cái lò hấp, môi trường mà Covid-19 sinh sôi nảy nở tốt như trên con thuyền Diamond Princess của Nhật. Nên Việt Nam mình khống chế thì dựa vào cái mình có thể nói là dựa vào cái thể chế thì cũng không đúng, là dựa vào như cái policy, cái rules, cái luật của chính quyền nước sở tại, và cái quyền tự do, dân chủ và riêng tư ở Việt Nam và Mỹ hoàn toàn khác nhau. Ví dụ ở Mỹ, ví dụ như mình bị cúm đi thì sao mình muốn tới phòng của bác sĩ, hoặc là lên bệnh viện, hoặc lên pharmacy mình chích ngừa cúm, thì mình chích, muốn mua thuốc mình uống thì mình mua, còn không thì không có cưỡng bức cách ly 4 vòng như bạn ha. Đó thì cái lý do, cái sự khác biệt á về cái quan điểm cũng như cái luật ở từng cái quốc gia, từng cái địa phương khác nhau, nên là Mỹ không áp dụng cái cách mà cưỡng bức hoặc là bắt buộc phải cách ly 4 tầng. Và cộng với lại nữa đó là cái ý thức của người dân Mỹ á, đa số họ có ý thức khi họ bị bệnh thì họ ở nhà, bởi vì họ đi làm á thì chủ hoặc công ty không khuyến khích, không cảm kích vì sẽ lây những cái người đồng nghiệp xung quanh và khách hàng. Và ho thì họ ho vào trong khăn giấy hoặc là cánh tay bên trong để không bắn ra ngoài lây lan. Họ đeo khẩu trang, ngay cả cái việc mà đeo khẩu trang, ở một người đeo khẩu trang mà xuất hiện ở Mỹ và Việt Nam hoàn toàn khác nhau. Ở Việt Nam thì có thể là bị bệnh cúm, hoặc là có thể là phòng ngừa Covid-19, người ta khỏe mạnh, hoặc là để tránh bụi khói. Nhưng mà ở Mỹ, khi mà mình đeo khẩu trang, người Mỹ đó, thì những người xung quanh sẽ hiểu là cái người đó có một cái bệnh gì đó không muốn lây lan cho cộng đồng, nên người đó đeo. Chứ còn người bình thường ở cộng đồng, giữa hai người, như là đang thời điểm bùng phát cái dịch Covid-19, mình có một cái hình là cái ông thống đốc tiểu bang Washington vào một cái ngôi chợ của Nhật ở thành phố Seattle các bạn, và hai người chào nhau, đưa hai cái cùi chỏ vì bắt tay thì sợ lây, nhưng mà cả hai đều không đeo khẩu trang và ở nơi công cộng, bởi vì hai người khỏe mạnh mà bình thường. Và khi bạn bị chỉ khi mà bạn bị bệnh mà có thể lây lan bệnh cúm và bệnh ho thì bạn mới đeo để bạn không lây cho những người khác trong cộng đồng, hoặc là nhân viên y tế chăm sóc cái người bệnh thì mới cần đeo, chứ hai người bình thường không đeo. Đó, mình có một số phân tích ha, mình dựa vào cái thông tin của WHO và của CDC và một số cái website đó, và một số cái đài như là CNN, như là Thời báo Today của Mỹ, hoặc là Worldometer, là những cái trang thức chính thức về y tế. Mình phân tích về cái nhận định của mình về 11 cái lây nhiễm. Và tính tới thời điểm này thì đối với chính quyền Mỹ cũng như là Bộ Y tế thì xem là cái con Covid-19 với cái số
ca tử vong là 11 ở trên toàn nước Mỹ, thì là con số rất là thấp về cái nguy cơ tử vong cũng như là cái vấn đề lây nhiễm. Vì vậy tính thời điểm hiện giờ là 16.000 chết vì cúm hàng năm ở Mỹ các bạn. Vì vậy cái số 11 người tử vong so với COVID-19 này thì là một con số rất thấp đối với các cơ quan y tế của Mỹ, và nó hoàn toàn khác nhau. Và cái bệnh cúm thì hàng năm thì khoảng 10, 16 hoặc là trên 20.000 người Mỹ chết vì cúm, nhưng họ rất là chủ quan lơ là. Những người chết là những người có vaccine ở trong pharmacy hoặc là bệnh viện hoặc là phòng mà bác sĩ tốn 20-30 đô. Còn nếu mà không có, đó là không có bảo hiểm, còn có bảo hiểm y tế thì hoàn toàn miễn phí, mà họ lười, họ chủ quan, họ không đi chích. Còn COVID-19 thì lại chưa có vaccine, chưa có cái thuốc để diệt nó. Vậy ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là chúng ta hãy làm quen với COVID-19 và xem nó là một phần tất yếu của cuộc sống. Còn cái vấn đề mà vaccine á, thì chính quyền Tổng thống Donald Trump đã boost, đã thúc giục các cái bốn hãng dược. Và cái ngày thứ hai vừa rồi thì Tổng thống Donald Trump có gặp đại diện của bốn hãng dược để boost họ, hối thúc họ sớm ra vaccine, thường là phải một vài năm mới ra. Nhưng mà đến tháng 4 này thì giờ vaccine đã ra đời, và tháng 4 này sẽ thử nghiệm trên 45 người tự nguyện, và sau đó sẽ tiền lâm sàng và lâm sàng, và mình nghĩ là cuối năm nay hoặc là đầu năm thì sẽ được sử dụng rộng rãi trong công chúng, thì chúng ta có cái thuốc vaccine phòng ngừa COVID-19 để đẩy lùi cái COVID-19 vào bóng tối nha các bạn. Chính vì Tổng thống Donald Trump quá tự tin là nghĩ là tháng 4 là cái thuốc, cái vaccine nó có, là thuốc giải độc có, vậy ông ta mới tuần trước nữa ông ta mới thăm Ấn Độ, đứng nói chuyện trước 100.000 người Ấn Độ trên sân vận động, mà Ấn Độ nằm trong châu Á đang là cái tâm dịch của COVID-19. Nhưng mà chỉ mới thử nghiệm cho những người xung phong volunteer tình nguyện, và sau đó còn những cái thử nghiệm lâm sàng khác nữa thì mới cuối cùng mới đưa ra ngoài công chúng. Vì ở Mỹ một cái vaccine đưa ra ngoài sử dụng rộng rãi thì phải được qua rất nhiều vòng tiền lâm sàng các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp, và xin mến chào các bạn.